kể từ 18 giờ ngày 24 tháng 3 năm 2020, các khu vực kinh doanh ăn uống có công suất phục vụ từ 30 người trở lên đã phải đóng cửa nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 theo công văn khẩn của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, và theo đó thì nhiều quán ăn đã đóng cửa hoặc chuyển sang bán online. Sau khi có công văn khẩn của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2020, nhiều cửa hàng ăn uống trên địa bàn quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh hầu như đều đã đóng cửa. Một vài cửa tiệm nhỏ vẫn mở cửa nhưng chỉ phục vụ khách quen. Giờ đây đa số các cửa hàng đều tạm ngưng phục vụ khách tại chỗ, thay vào đó các quán ăn uống tập trung vào bán hàng qua mạng hoặc giao hàng tận nơi. Thông báo cũng được dán trước cửa với nội dung tạm ngưng phục vụ tại chỗ, bán hàng qua các ứng dụng online. Nhiều nơi còn dán công văn của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trước cửa tiệm để khách hàng được rõ. Tại vài cửa hàng, một số khách hàng do chưa biết được thông tin nên đã ngỡ ngàng vì chủ quán từ chối phục vụ tại chỗ. Tuy nhiên, khi nghe chủ quán giải thích, khách hàng cũng thông cảm và mua mang về. Khi nhận được cái công văn của Ủy ban Nhân dân Thành phố thì nói chung là làm một người dân thì tôi rất là tán thành về cái vấn đề này, bởi vì nó sẽ là ngăn ngừa được cái dịch bệnh nó tràn lan đấy. Và chúng tôi sẽ coi như là có một cái khắc phục, đó là mang hàng, giao hàng cho khách, mà bán mang về và giao hàng cho khách, rồi bán trên các cái trang mạng online. Thực ra là cũng gặp rất nhiều khó khăn, bởi vì có một số khách cũng có theo một cái thói quen là người ta đến tại quán ta ăn đấy, nhưng mà cũng có nhiều khách rất là thông cảm, rồi người ta cũng đồng ý là mua mang về. Sau khi có thông tin của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đóng cửa các quán ăn có công suất phục vụ từ 30 người trở lên, nhiều chủ cửa hàng không khỏi lo lắng, phần vì không kinh doanh nhưng vẫn phải trả chi phí mặt bằng, phần vì các nguyên liệu đã mua sẵn giờ lại không bán được. Tuy nhiên, các nhân viên của quán đã mở cửa một bên để bán các loại hải sản mà cửa hàng đã mua trước đó. Với mong muốn bán được nhanh, cửa hàng đã chế biến sẵn cho khách mang về với nhiều khuyến mãi khác nhau. Một số quán ăn còn đẩy mạnh nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng khi mua thức ăn mang về như giảm giá, giao hàng miễn phí. Thì bởi vì mọi người hạn chế ra đường mà, nên quán không có tiếp khách nhiều. Bởi vì vậy mà mình đẩy mạnh những cái chính sách về giao hàng online, mình hợp tác với các ứng dụng bán đồ ăn online, ví dụ như Grab, Now hay là các ứng dụng khác. Bên cạnh đó thì thậm chí là quán mình còn đẩy cái chính sách là giao hàng miễn phí, mà chính quán mình sẽ là người giao. Mình bởi vì khách tới quán ít nên nhân viên không có công việc nhiều, khối lượng công việc của nhân viên tại quán khá là ít. Chính vì vậy mà mình tận dụng tối ưu cái nguồn lực lao động sẵn có luôn, là cho các bạn thay vì phục vụ thì các bạn sẽ đi giao hàng online cho khách, và mình chỉ lấy cái chi phí như là xăng hay là chẳng hạn, còn ngoài ra thì những chi phí khác thì không lấy của khách. Chính vì vậy mà cái phí giao hàng khi mà quán mình giao tận nơi nó sẽ thấp hơn rất là nhiều so với khi mà mình đặt trên online. Quán này là do cái công suất của mình là dưới 30 người, với lại là mình chỉ tập trung bán hàng online thôi, nên cái mình vẫn hoạt động để duy trì cái việc mà trả lương cho nhân viên cũng như là những cái chi phí khác. Giờ đây, các quán ăn vẫn còn mở cửa, luôn trang bị nước rửa tay tại mỗi bàn ăn, cửa ra vào và hạn chế sử dụng điều hòa nhiệt độ. Nhiều quán ăn đóng cửa còn trở thành nơi nghỉ chân của những tài xế xe ôm, giao hàng công nghệ.